Hi, xin chào các bạn. Hôm nay là bây giờ là tối chủ nhật ha. Thì bây giờ mình bắt đầu mình soạn cái đơn hàng. Mình có nợ một cái đơn hàng của một cái em trai ở Châu Đốc, An Giang, mà tầm cỡ khoảng hơn một tuần mấy rồi á. Em đó chuyển khoản cho mình, mà cái thứ nhất là mình quên, cái thứ hai là nhà mình có tang đợt bữa mình không có nhớ. Cho nên là bây giờ mình cá về thì mình đã lựa ra những em cá đẹp, những em cá khỏe nhất á để mình gửi cho em đó, tại vì em đó chờ quá lâu rồi. Mình cũng áy náy, mình cũng ngại lắm. Còn đó, bây giờ thì em mày đặt là 10 con cá loại size 15 xăng, 4 tờ giấy số đủ loại ha. Thì mình có lựa cho các em đó thì trong cái lô cá nó khỏe, nó đẹp nhất, thì để mình đảm bù cái khoảng thời gian mà cho em đó đợi. Thì có một vài sẵn cái clip này thì mình nói luôn là có một vài anh em ở Bình Định nè, ở Quy Nhơn nè, với lại ở Gia Lai cũng có đơn hàng đặt mình mỗi người hơn chục con á. Nhưng mà hiện tại thì mình chưa có giao được, tại vì có một cái vấn đề về đúng về trục chặt, với lại cá nó chưa có ổn định mấy, chưa có khỏe mấy trong cái sức khỏe con cá. Mình cảm thấy nó chưa ổn định để nó có thể đi cái quãng đường xa như vậy. Cho nên là tạm thời thì những cái đơn hàng mà Gia Lai, Bình Định với lại Quy Nhơn á, thì mình hẹn lại anh em tầm 2 hôm nữa ha. Rồi, đây là 10 em cá đủ loại, đủ sắc màu mà mình gửi cho em trai ở Châu Đốc, An Giang. Tại vì Châu Đốc, An Giang đi quãng đường nó ngắn, nó ok, thì mình biết được con cá nào nó khỏe, con cá nào nó không khỏe, để mình có thể tính toán được cái thời gian xe đi, cái thời gian mà cái lượng oxy cũng giống như thời gian mà sức khỏe con cá nó chịu đựng được ha các bạn. Đó, thì 10 em này nói chung là rất là đẹp, rất là ok đó. Thì các bạn cứ yên tâm là tất cả các bạn đều được mình lựa cho cá đẹp, mình lựa cho cá ok hết, chứ không phải là người đẹp người xấu đâu. Tại vì mình thật sự là cá mình con nào nó cũng đẹp cả đó, cho nên là mình sẽ lựa đồng đều hết ha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều nha.